Ơi, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay trại bò Vinh Nguyễn có về cái lô bò ba con bò cái tơ nha. Nó nằm 7 tháng rưỡi tới 8 tháng tuổi nha. Bò cái 3B để mình để giống để nái đó. Bò này sinh sản bình thường nha cô chú anh chị. Những con này nó suông đùi để nái được. Còn những con như đít nó có khía thì mấy con nó khó đẻ. Cái 3B này để giống là bình thường nha. Ba con một cỡ mùa 16.500.000 một con. 16.500.000 một con. Liên lạc trại bò Vinh Nguyễn mang thép Vĩnh Long nha. Bò cái sinh sản ngay giá rất là mềm luôn. 16.500.000 một con. Bò này chim to để nái là rất là ok nha. Chân móng đầu thẳng ngang, móng sò đẹp. 16.500.000 một con bò cái 3B để giống. Nó có một cặp kem xám nữa, kem xám rất là đẹp luôn. Nằm 9 tháng tuổi. Cái này chân móng rất là đẹp nha cô chú anh chị, chân móng thẳng ngang. Bò sinh sản mình lựa chân móng nó phải móng sò mới được. 16.500.000 một con. Bò lông bóng mượt. Bà bê nó có bông nha cô chú anh chị, bông bụng hoặc bông đầu hoặc là bông đuôi. Rất là bình thường nha, mình để nó giống bình thường. Tại cái giống nó vậy. Có con nó bông trên lưng. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn nha. Ba con bò cái tơ 3B để giống nha. Một cái 16.500.000 một con. Rồi xin chào cô chú anh chị luôn. Hôm nay trại bò Vinh Nguyễn có một cặp siêu xám nha, cặp này độc lắm nha, đẹp bò. Đúng giống siêu xám của nó luôn nha. Xương sóc rất là to nha. Bò nằm 9 tháng tuổi nha. Xương sóc to lắm, chân cẳng thẳng nha. Móng đầu đẹp lắm. Hai con này chiều cao một cỡ một ha. Quay cho cô chú anh chị coi là chiều cao. Cặp siêu xám này 53 triệu nha. Cặp siêu xám này 53 triệu. Đúng xám luôn á. Siêu xám. Là bò pháp kem nhưng cái giống nó là bò siêu xám. Hai con một cỡ một. Mua cùng một chủ nhà luôn. 53 triệu, cặp siêu xám cặp đực. Nằm 9 tháng tuổi. Con gỗ nó ăn cái nết ăn của nó là thấy ghiền chết luôn. Nó ăn hỏng hỏng như con heo. Hôm nay ăn còn dữ hơn. Rồi 53 triệu, cô chú anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha. Cặp này nó đồng ghê, hai con một cỡ. Mấy sáng nữa nó thịt dữ lắm.